Xin chào, rất vui khi được gặp lại các bạn tại Top Khám Phá. Trong anime hay phim ảnh, các siêu anh hùng luôn mang đến cho người xem sự thích thú và sự yêu mến dành cho các nhân vật chính. Nhưng bạn đã biết hết những sự thật về các bộ phim siêu anh hùng chưa? Ví dụ như tên của các nhân vật trong Dragon Ball được lấy ý tưởng từ món ăn, hay những ý tưởng hài hước của các tác giả khi tạo ra các siêu anh hùng này một cách thú vị. Và hơn thế nữa, chào mừng các bạn đến với Top Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng Top Khám Phá đến với sự thật nổ não anime, sự thật về các siêu anh hùng phần 1. Hầu như tên của các nhân vật trong Dragon Ball đều là cách chơi chữ của tác giả. Không chỉ những bộ truyện thông thường, Akira Toriyama lựa chọn tên của các nhân vật của mình theo những cách khá là thú vị và tinh tế. Tên của các nhân vật trong Dragon Ball đã được tác giả biến tấu một cách thú vị từ những thuật ngữ tưởng như đơn giản nhất. Ví dụ như Son Goku còn có tên là Kakarot, nghe rất giống củ cà rốt đúng không? Hay Vegeta lấy ý tưởng từ vegetable, có nghĩa là rau củ, hay Yamcha phát âm gần giống như Yamcha và vân vân. Và duy nhất chỉ có Mr. Bobo là trường hợp ngoại lệ mà tác giả đã tiết lộ rằng với truyền thông, ông đơn giản nghĩ tới cái tên này một cách vô tình, khi đọc lên nghe có vẻ vui tai và tạo cảm giác thoải mái cho tác giả lúc bấy giờ. Có lẽ chơi chữ nhiều và phức tạp thì đôi khi cũng cần tự thư giãn và ngẫu hứng đi chút nhỉ. Mái tóc của Goku khi lên bản năng vô cực có lẽ đã ra màu xanh thay vì màu trắng. Bản năng vô cực hoàn chỉnh của Goku đem tới cho anh một điều nổi bật, đó là mái tóc trắng. Nó tạo cảm giác cho người xem thấy rằng nhân vật này đang trở nên bá đạo chẳng kém gì thần thánh. Thế nhưng ít người biết được rằng đúng ra lúc ban đầu tóc của Goku khi hóa vô cực thì phải là màu xanh dương chứ không phải màu trắng trong quá trình làm phim. Và trong thời gian làm phim Dragon Ball Resurrection F, tác giả Akira Toriyama được đạo diễn làm phim yêu cầu cho ra đời một hình dáng mới của Goku và sẽ có mái tóc màu trắng. Tuy nhiên, mái tóc trắng thì sẽ có chút đụng hàng với vai phản diện chính trong phim là Freezer, cho nên hình dáng mới của Goku sẽ có mái tóc màu xanh và được đặt tên là Super Saiyan Blue. Thay vào đó, bản năng vô cực sẽ có mái tóc màu xanh. Như các fan hâm mộ đã thấy, nó phù hợp một cách hoàn hảo với Goku luôn đấy. Bản năng vô cực không phải là biến đổi hình dáng mà là một kỹ năng. Bản năng vô cực là hình dáng biến đổi cuối cùng của Goku, nhưng nhiều người đã lầm tưởng rằng đó là biến đổi hình dạng giống như Super Saiyan hay gần giống như thế, nhưng bạn lầm rồi. Mặc dù nó có sự biến đổi về mặt hình dáng, nhưng về cách sử dụng thì nó có phần nào đó giống như với kỹ năng Kaioken trước đây. Bản năng vô cực giúp cho Goku mạnh hơn, nhưng anh không thể giữ được nó lâu dài mà chỉ được một thời gian ngắn. Tuy nhiên, nó giúp anh tập trung và mạnh hơn trước, nên bản năng vô cực là một kỹ năng chứ không phải là trạng thái biến hình như mọi người thường nghĩ đâu nha. Sự thật về One Punch Man. Khi xem bộ anime này, chắc chắn ai cũng sẽ bất ngờ trước sức mạnh to lớn của anh chàng nhân vật chính Saitama. Và trước khi có sức mạnh đó, Saitama là một thanh niên thất nghiệp đang trong quá trình đi tìm việc làm, có ước mơ trở thành siêu anh hùng cứu giúp mọi người. Và sau khi đụng độ một tên quái vật thì anh có quyết tâm trở thành siêu anh hùng hơn bằng cách tập luyện miệt mài không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, trước khi trở thành siêu anh hùng thì Saitama là một thanh niên không có việc làm ư? Không hẳn như thế. Tác giả Wang từng tiết lộ rằng trước khi Saitama trở nên thất nghiệp, anh từng làm việc bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi. Có một cảnh khi tên cướp chỉ dao vào Saitama và hành động của anh lúc đó là nghĩ xem cái mã vạch của con dao nằm ở đâu. Đúng là bệnh nghề nghiệp đây mà. Nguồn gốc của Saitama. Saitama được thiết kế dựa trên nhân vật Anpanman. Bộ trang phục của anh khá tương đồng với Anpanman, Anpanman có bộ đồ màu đỏ với đôi găng tay và ủng vàng. Chỉ cần đổi vị trí màu sắc lại, chúng ta sẽ có được bộ đồ của Saitama. Và tựa của bộ anime One Punch Man khi được phiên âm tiếng Nhật là One Punch Man, khá giống với Anpanman chứ nhỉ? Anpanman là tập tranh ảnh được sáng tác bởi Takashi Yanase, phát hành từ năm 1973 cho đến khi ông qua đời vào năm 2013. Trong suốt chiến tranh thế giới thứ hai, Takashi đã phải trải qua cơn đói nhiều lần nên ông hay mơ về món Anpan là món bánh nhân mứt đậu, sau này trở thành ý tưởng cho nhân vật Anpanman của ông. Những điều có thể bạn chưa biết về người nhện. Người nhện có thể tự tạo ra tơ của mình. Trong bộ ba phim Spider-Man ngày trước từng bị ném đá tơi tả chỉ bởi đạo diễn Sam Raimi đã để cho Peter tự bắn tơ chứ không dùng thiết bị hỗ trợ như trong truyện tranh. Và như bạn thấy trong các phần phim về người nhện gần đây thì việc bắn tơ đều có sự hỗ trợ của máy bắn tơ giống với nguyên tắc của truyện. Tuy nhiên, từng có thời điểm Peter có thể tự tạo ra tơ nhện cho chính mình để bắn thật. Anh chàng còn đưa cho Mary Jane tơ nhện của mình để có thể cảnh báo khẩn cấp khi cần thiết. Thêm vào đó, Peter còn từng bị đột biến và sở hữu thêm nhiều kỹ năng khác của loài nhện trong bộ truyện One More Day. Không may là các fan không thích điều này lắm, cho nên câu chuyện này đã bị ngưng hoàn toàn. Và thêm nữa, về bố mẹ đẻ của người nhện, bạn đã biết nhiều về họ chưa? Bố mẹ đẻ của người nhện, Richard và Mary Parker, luôn là hai bí ẩn lớn nhất với cuộc đời của anh. Cốt truyện chỉ tiết lộ đôi chút rằng họ từng là điệp viên làm việc cho tổ chức SHIELD của Captain America và đã tử nạn trong một tai nạn máy bay bị gây ra bởi kẻ phản diện Red Skull. Và bạn có biết không, ban đầu khi Stan Lee, tác giả tạo ra người nhện, đã lựa chọn tạo ra Spider-Man, ông đã nghĩ rằng việc phát hành sẽ gặp thất bại vì không ai thích người hùng tuổi teen và cũng chả ai thích nhện. Nhưng sự thật thì như bạn thấy đó, người nhện là một trong những siêu anh hùng được yêu thích nhất mọi thời đại. I am Groot. Groot là một siêu anh hùng trong nhóm vệ binh giải ngân hà. Groot mang đến cho người xem không chỉ tiếng cười mà là còn những khoảnh khắc xúc động. Và chắc ai cũng biết, đặc biệt là Groot chỉ nói một câu duy nhất là I am Groot, có nghĩa tôi là Groot. Tuy nhiên, câu đó có nhiều ý nghĩa hơn với điều kiện bạn phải đi học ngôn ngữ của Groot giống như Thor từng làm thì bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của Groot muốn nói gì. Và có một sự thật với vai diễn Groot, Vin Diesel, người lồng tiếng cho Groot, đã phải thu âm hơn 1000 lần câu nói I am Groot cho các phiên bản phim gồm tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Đức và tiếng Pháp. Kẻ thù của Captain ra đời từ quả cherry. Red Skull, kẻ thù của Captain America trong Captain America The First Avenger, trong khoảng thời gian được đặt trong Thế chiến thứ hai, Red Skull là một ác nhân phù hợp với hoàn cảnh chiến tranh và là nhà khoa học. Red Skull là một kẻ phát xít độc tài, không có dị năng hay siêu năng lực gì cả, nhưng hắn có tài năng quân sự và lãnh đạo cực kỳ xuất sắc. Kẻ thù của Captain America Red Skull được tạo ra bởi Joe Simon. Ngay khi ông nhìn thấy quả cherry trong cốc kem của ông, rất giống với một chiếc đầu lâu, và thế là kẻ phản diện độc tài đã ra đời. Có ai dám nghĩ rằng một kẻ phản diện đầy phức tạp được tạo hình với ý tưởng cực đơn giản như thế chứ? Venom từng là nữ. Một trong những kẻ thù đặc biệt của người nhện là Venom. Có một sự thật rằng Venom ban đầu được tạo ra là một nhân vật nữ nhưng bị thay đổi giới tính nhân vật ngày sau đó. Lý do là người đọc sẽ không thấy phụ nữ là một mối đe dọa đối với Spider-Man. Ngẫm cũng phải, Mary Jane cũng đủ khiến cho anh ta phải khát ngán vì quá mệt mỏi rồi. Và Venom trở thành một nam chính siêu ngầu như trong bộ phim Venom vừa ra mắt trong thời gian qua đấy. Như mỗi khi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Top Khám Phá. Đừng quên nhấn like, subscribe hay đăng ký kênh để theo dõi các video khác của Top Khám Phá nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở bên dưới nhé. Cảm ơn mọi người.